ngày 4 tháng 6 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển Ứng dụng Tài nguyên Dược liệu Việt Nam và Tập đoàn Dược mỹ phẩm Sasom Việt tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Cây Sasom Việt, Dược liệu quý Việt Nam. Tham dự hội thảo có hơn 180 khách mời, bao gồm 80 nhà khoa học hàng đầu. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn cho thành công của quá trình nghiên cứu nhằm nâng cao vị thế của cây Sasom Việt, đồng thời nâng tầm giá trị dược liệu của Việt Nam. Cây Sasom Việt được các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đánh giá cao bởi các hợp chất dược tự nhiên như saponin, polyphenol, flavonoid, khoáng thiên nhiên có hiệu quả tốt cho sức khỏe con người. Hiện nay tại tỉnh Bến Tre, công ty cổ phần Sasom Việt đã phát triển vùng trồng tại vùng đất cát ven biển, xã Thành Hải, huyện Thành Phú. Đơn vị này cũng dựa trên những nghiên cứu khoa học và đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm có thành phần chính từ cây Sasom. Cây Sasom này trước đây chúng tôi đã nghiên cứu những hợp chất rất quý cho sức khỏe con người. Đây là những cái hợp chất mà nó có hàm lượng rất cao, nằm trong cái nhóm đầu của thế giới. Trong cái thời gian qua mà công ty nghiên cứu thì đã ứng dụng và tạo ra những cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Qua cái hội thảo này sẽ có tiếp tục có nhiều nhà khoa học, các trường, các viện cùng với Sasom vừa nghiên cứu tiếp tục ở cái góc độ là nghiên cứu chuyên sâu hơn. Với những cái nghiên cứu trên thế giới hiện nay về những hợp chất giống như là ung thư, rồi những hợp chất là coi như bảo vệ sức khỏe, là kể cả vấn đề là sốt rét hay là gan mật vân vân, thì đặc biệt là chúng tôi đã tìm ra trong đây có những hợp chất nó sẽ mang lại những cái giá trị mà chúng tôi kỳ vọng là nó sẽ đạt được.